Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ ba, ngày 26 tháng 4 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sở qua tình hình giá bách thái sáng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá bách thì mình còn có làm thêm miễn clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá bách trong 1-2 ngày trở lại đây thì giá đang tăng nhẹ trở lại cho quý bà con, do hiện nay thì đang có tin rất là tốt ở các cửa khẩu ở Lạng Sơn như Hữu Nghị, Chi Ma thì hiện nay đã thông quan trở lại, và trong hôm nay và ngày mai thì cửa khẩu Móng Cái cũng có tin rất là tốt đối với bà con. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì giá có thể tăng mạnh trở lại. Thì cụ thể là ở khu vực Vĩnh Long thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giờ mình chợ là 2 đồng một ký. Khu vực Cần Thơ thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giờ mình chợ là 2 đồng một ký. Khu vực An Giang thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giờ mình chợ là 2 đồng một ký. Khu vực Đồng Tháp thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giờ mình chợ là 2 đồng một ký. Khu vực Hậu Giang thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giờ mình chợ là 2 đồng một ký. Khu vực Sóc Trăng thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giờ mình chợ là 1.500 đồng một ký. Khu vực Trà Vinh thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giờ mình chợ là 2 đồng một ký. Còn khu vực Long An thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giờ mình chợ là 2 đồng một ký. Khu vực Tiền Giang thì kem lớn là 6, kem nhỏ là 3, giờ mình chợ là 2 đồng một ký. Ở khu vực Tây Ninh thì kem lớn là 5, kem nhỏ là 2, giờ mình chợ là 1.500 đồng một ký. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác. Ở khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều vựa mít. Còn ở khu vực Đồng Nai thì thương lái đang mua sô với mức giá động từ 2.500 đến 3.000 đồng một ký. Khu vực Bình Phước hiện nay thì thương lái cũng đang mua sô với mức giá động từ 2.500 đến 3.000 đồng một ký. Còn khu vực Tây Nguyên hiện nay thì kem lớn là 4, kem nhỏ là 2, giờ mình chợ là 1 đồng một ký. Thương lái đang mua sô ở khu vực Tây Nguyên thì đang đồng giá động từ 2.000 đến 2.500 đồng một ký. Còn khu vực Vũng Tàu thì thương lái cũng đang mua sô với mức giá động từ 2.500 đến 3.000 đồng một ký. Khu vực Bình Dương hiện nay thì thương lái đang mua sô với mức giá động từ 2.500 đến 3.000 đồng một ký. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì tình hình giá mít vẫn còn có thể tiếp tục tăng mạnh trở lại, thì quý bà con nông dân mình có thể yên tâm và có lãi.